Mình là Lion đây, mình đang cảm thấy rất hào hứng, vui vẻ phấn khích khi nghe tin game chuẩn bị update nên mình làm video này để nói về năm thứ bạn nên sở hữu ở C2 trước khi update mới. Mặc dù mình biết mọi người bây giờ thích coi săn bounty, PVP lên bờ xuống ruộng với những combo cực nét, nhưng mình PVP ngu nên chỉ có thể làm video hướng dẫn cho các bạn. Thì cái món đầu tiên chính là cái súng bắn độc này, các bạn có thể lấy nó bằng cách direct ở cái factory. Thì cái tỷ lệ mà nó rơi ra cũng khá là cao, khoảng 20%. Thì theo mình nghĩ hiện tại đây chính là cái món vũ khí ngon và dễ lấy nhất trong Blockfoot. Tại vì khi các bạn sử dụng nó xài chiêu có thể phá được Haki và cũng như là làm choáng đối thủ rất là lâu. Nên các bạn có thể thấy rằng là hiện tại mà ai mà PvP Pro đều sử dụng cây này. Các bạn có thể sử dụng cây này được với khá là nhiều combo nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ hợp hơn khi mà xài chung với chiếc Ace và chiếc Dark. Thì combo của nó cũng khá là đơn giản thôi, các bạn có thể coi trên một số video trên mạng ở đâu đó cũng được. Mình combo khá là ngu như đọc video mình nói nên mình không thể hướng dẫn các bạn được. Thì để mà đánh giá cây này thì mình sẽ đánh giá là S cộng các bạn, bởi vì dam khá là cao và để đi PvP và đi săn cũng khá là ngon các bạn, và farm thì cũng ngon đó các bạn. Để combo thì các bạn biết rồi đó, tức là OB ha. Thì cái món thứ hai mà các bạn phải lấy ở cái C2 này chính là cái mắt kiến của Doflamingo. Các bạn có thể lấy nó bằng cách đánh bại con boss Doflamingo ở dinh thự của nó. Thì đầu tiên các bạn muốn vào dinh thự của nó thì bạn phải đưa cho các con NPC này một trái ác quỷ. Sau đó các bạn chỉ cần chạy xuống cái đường hầm kế bên và đi gặp Doflamingo. Ở đây thì các bạn sẽ gặp Doflamingo nè, nhưng mà bây giờ nó chưa spam ra thì các bạn phải đợi nó spam ra. Và sau khi các bạn đánh bại nó thì nó sẽ có 2.5% để rơi ra cái mắt kiến của nó. Mặc dù cái tỷ lệ rơi khá là thấp nhưng mà các bạn có thể nhận được khá là nhiều buff khi mà sở hữu nó, như là 25% tốc độ chạy, tăng 8% đam và giảm 8% thời gian hồi chiêu, và tăng 8% chống chịu, tăng 250 máu và tăng 250 năng lượng. Thì đó là một con số khá là nhiều so với C2 hiện tại của các bạn đang ở. Thì cái món thứ ba đó chính là Superhuman, nó ở cái đảo băng, ở khá là gần với cái đảo mà chúng ta vừa spam ra lúc đầu. Thì sau khi các bạn lên được cái đảo băng á thì các bạn đi theo cái đường này cho mình nha. Thì các bạn thấy con quái như thế này thì các bạn cứ đi tới cái núi đây nhảy xuống, nó sẽ có một cái hang ở dưới. Các bạn chỉ cần vô cái hang đó thì các bạn có thể học được Superhuman. Nhưng mà điều kiện để học được Superhuman nó khá là gắt các bạn, đó là các bạn phải đạt được 300 điểm mastery của 4 cái melee khác. Nhưng mà bù lại á, ở trong cái update mới này nó sẽ ra cái Superhuman mới nên cũng khá là đáng công sức mà các bạn bỏ ra. Đến với cái món đồ thứ tư mà các bạn nên lấy, đó chính là cái ná Kabucha. Nếu như mà các bạn không thích xài cây súng bắn độc để combo á thì các bạn xài cây này để combo cũng khá là ngon. Thì thanh niên Usopp này chúng hơi bị kỹ ha, nếu các bạn hãy đi theo mình chúng mới đi một hồi là bị lạc á. Các bạn chỉ cần việc nhảy lên cái núi này và ở đâu ta, hình như là hướng này nè, thì nhảy theo hướng này thì các bạn có thể tới gặp được Usopp. Nói chung thì các bạn cứ nhảy đi, chừng nào thấy cái hòn đảo nhỏ nhỏ thì các bạn cứ tấp vào đó. Nhớ bật đồ quả cao chút xíu nha, chứ không bị lạc thiệt á. Ok, bây giờ thì các bạn chỉ cần để ý đó, cái hòn đảo đó đó các bạn, thì cái hòn đảo sẽ ở hướng bên tay trái chút xíu. Các bạn nhảy lên đó thì các bạn sẽ gặp Usopp và tốn 1.500 điểm ép để mua cây ná đó. Ok, thì đây chính là NPC Usopp, các bạn có thể dùng 1.500 điểm ép để mua cây ná ở đây. Ok, đến với cái cuối cùng cũng khá là quan trọng, đó chính là thức tỉnh tộc. Các bạn có thể thức tỉnh tộc thỏ, có nghĩa là tộc thú các bạn, ở chỗ này. Thức tỉnh cả V2 và V3 ở C2 luôn nha các bạn. Sau khi mà các bạn thức tỉnh V2 của tộc thỏ xong rồi đó thì các bạn có thể ra cái chỗ đảo Hướng Dương này để thức tỉnh V3 của tộc thỏ bằng cách lượm 30 cái gương sau khi nói chuyện với cái ông này. Ok, thì video đến đây là kết thúc, cũng khá là dài rồi. Bây giờ mình sẽ đi tắm ăn cơm, các bạn sẽ xem được video này vào lúc khoảng 7 hoặc 8 giờ đó. Mình tắm xong mình sẽ edit video này. Thật ra mình đã edit khá là lâu rồi nhưng mà kiểu tới kết thúc video này mới là 5 giờ mấy á. Nói chung mình edit video cũng khá là lâu nên là không phải than vãn gì cả, nhưng mà các bạn có thể like, share và subscribe cho mình không nhờ. Bye bye, hẹn gặp lại bạn trong video này sau.